Faraber xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy đến với Bác sĩ Nhi Khoa để chúng ta có được những thông tin thật hữu ích để chăm sóc sức khỏe con trẻ tối ưu nhất, với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia là bác sĩ uy tín trong ngành. Ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Trẻ sơ sinh dùng kháng sinh dễ mắc các bệnh dị ứng. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nhi Khoa của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, JAMA Pediatrics tháng 12 năm 2019, những trẻ sơ sinh được cho dùng thuốc kháng sinh dễ phát triển các dạng bệnh dị ứng khi lớn lên. Các chuyên gia ở Đại học Uniform Service Hoa Kỳ đã phân tích hồ sơ y khoa của 798.426 trẻ em chào đời trong giai đoạn 2001-2013. Trong đó, họ rà soát những trẻ đã được cho dùng penicillin cùng với chất ức chế beta-lactam, cephalosporin, sulfonamide hoặc macrolide trong 6 tháng đầu đời. Họ cũng tìm hiểu xem sau 6 tháng tuổi, những trẻ nào được chẩn đoán bị dị ứng, bao gồm dị ứng thức ăn, sốc phản vệ, hen suyễn, viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng hoặc viêm da tiếp xúc. Họ phát hiện các loại kháng sinh này có liên quan đến nguy cơ gia tăng bệnh dị ứng sau này. Dùng thuốc penicillin có nguy cơ cao nhất và nguy cơ là thấp nhất đối với sulfonamide. Tỷ lệ trẻ chậm nói tăng mạnh trong thời gian gần đây. Kết quả từ một nghiên cứu gần đây của nhóm các nhà khoa học tại Đại học Brown, Hoa Kỳ, khi đánh giá hơn 700 trẻ bằng thang đo Mullen cho trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi cho thấy những trẻ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ giãn cách xã hội có điểm nhận thức thấp hơn nhóm trẻ sinh ở giai đoạn trước đó. Một điều đáng quan tâm nữa là trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, trẻ không được đến trường, phải hạn chế giao tiếp với mọi người, nhưng trẻ lại tăng thời gian sử dụng màn hình điện tử và chính những điều này có thể làm tăng nguy cơ chậm nói và thiếu giao tiếp ở trẻ. Theo giáo sư Mark Laughlin, trường y Đại học Virginia, Hoa Kỳ, chậm nói có liên quan đến việc gia tăng những khó khăn trong việc đọc, viết, chú ý và khả năng hòa nhập xã hội sau này của trẻ. Thậm chí, chậm nói có thể là biểu hiện của chứng tăng động giảm chú ý hoặc tự kỷ. Những thống kê sơ bộ trên thế giới, trẻ chậm nói do các yếu tố về hội chứng tự kỷ cho thấy có khoảng 70 triệu người tự kỷ có các biểu hiện chậm nói, cần được hỗ trợ về âm ngữ trị liệu, gần bằng 1% dân số thế giới. Ở Việt Nam, năm 2019, có khoảng 1 triệu trẻ tự kỷ. Tỷ lệ trẻ em mắc chứng tự kỷ ước tính là 1% số trẻ em sinh ra. Kính thưa quý vị, ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, tỷ lệ trẻ em chậm nói lại đang càng ngày tăng cao. Đặc biệt, chậm nói lại là một trong những dấu hiệu điển hình cảnh báo nguy cơ rối loạn tăng động giảm chú ý ở các bé. Theo thống kê, cứ 100 trẻ thì lại có khoảng 5 bé bị mắc chứng tăng động giảm chú ý. Nếu không được can thiệp kịp thời thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển tâm sinh lý, học tập cũng như các kỹ năng sống của trẻ trong tương lai. Như vậy, các bé chậm nói có những biểu hiện nào được gọi là tăng động giảm chú ý? Và nếu các bé gặp phải những tình trạng trên thì các phụ huynh cần làm gì kịp thời để giúp cho con khỏi bệnh? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với chuyên gia ngày hôm nay của chúng ta quý vị nhé. Đó chính là tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1. Em xin chào bác ạ. Xin mến chào MC Hoàng Rapper. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời quý vị hãy luôn ghi nhớ số hotline tổng đài của chúng tôi 1-800-8070 để quý vị gửi gắm những thắc mắc của mình. Những chuyên gia đã sẵn sàng giải đáp. Faraber xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Phyto BB Omega Junior, Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thể lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta cùng với tiến sĩ bác sĩ, xin mời quý vị chúng ta theo dõi một tình huống ngay sau đây. Bạch tuộc. Thôi bây giờ con ráng nói giùm mẹ đi nha. Con ráng nói giùm mẹ đi. Bây giờ con nói cái gì cũng được hết. Con ráng nói giùm mẹ đi ha. Bây giờ con tắc kè nè. Đó con tắc kè. Tắc kè. Tao nói đi chợ nó đông mà. Sáng quần cái như lên tới đầu gối luôn. Ê bà nội thương cái coi. Trời ơi thiệt luôn á con. Con nghĩ sao cái con khủng long đẹp vậy?
dạy con thì phải dạy cho đúng. Nghĩ sao con đó con kêu tắc kè, con mới là con tắc kè. Hả? Con ở nhà chăm con, tao bận cái bộ đồ nào như má nè, sáng lên tới đầu gối còn chưa ăn ai, bận đồ xanh xanh đỏ đỏ y như con tắc kè vậy. Nè từ sáng giờ con ăn cái gì chưa? Nè, nè nó không có tập trung nuôi con mà giờ tôi nói chuyện nhỏ nhỏ không tập trung luôn, nhỏ nó không biết gì chơi trời đất ơi. Nè quay ra coi nè, nói chuyện mà nó không tập trung, nó không biết đâu bà nội nữa. Nè con quay bà nội nè, con đó, đó thấy chưa, bà nội nè đó, kêu bà nội đi. Trời đất ơi, ba tuổi mẹ sao đây, bây giờ cái trương má má lại con nuôi cái gì, con nuôi nó làm sao mà giờ nó 3 tuổi hơn rồi hả, không có tập trung, thằng nhỏ chưa nói được cái gì trơn, trời ơi. Vậy để cho mẹ nói chuyện với bà nội nha, ra ngoài chơi đi. Ngoài chơi đi con. Con làm dâu ở trong nhà chứ con có đi đâu đâu. Sáng sớm mắt xanh mắt đỏ nè, bới tóc ngược lên đến nơi, còn sống chưa xong, tóc thì xõa, áo trời thì nóng gần chết trong nội ngoại, mặc chi cho cổ lên rồi xanh xanh đỏ đỏ, không có ra đám môn nào hết. Cái đó là cái mà rất là khác biệt giữa con với mẹ. Mẹ có biết không, bác sĩ người ta nói con nít nó nhận diện màu sắc rất là tốt, con cố tình là con phải trang điểm rồi làm tóc để cho nó lúc nào nó nhìn con nó cũng cảm thấy một cái sự đẹp, nó bắt mắt, mẹ hiểu không? Rồi đây nè, con dạy cho nó. Hồi nãy đứng đây con kêu mẹ nó, còn không kêu nữa kìa. Có bắt mắt gì đâu. Cái đó là tại vì mẹ đó, mỗi lần con dạy nó mẹ không có cho con dạy gì hết trơn à. Trời đất ơi, còn trả lời cái gì đó hả? Hai người phụ nữ của đời tôi có gì vui vậy hả? Thôi dạ, đừng có xạo xạo, có người phụ nữ của đời mấy người thôi à. Em dạy con, anh nghĩ coi bây giờ con mình nó đến từng tuổi này, nó chạy nhảy nó đi chơi mà nó không nói tiếng nào hết. Đi ra đường hả, lúc nào nó cũng ngơ, nó không có tập trung. Bây giờ nè đó, em mua biết bao nhiêu cái về em dạy, em bắt nói đó, mà cứ mỗi lần dạy là mẹ lại mẹ kêu tại sao thế này thế kia, nó chậm nói hơn con người ta đó. Con bé Bi nhà hàng xóm nó nói tùm lum tà la, nó qua nó giỡn hết. Trời ơi mẹ lo chứ sao không lo, chậm nói là nguy hiểm dữ lắm. Mẹ có biết á, chậm nói là dấu hiệu của tăng động giảm tập trung chú ý không? Nói gì cái từ tăng động, cái này là nó hiếu động, nó hoạt bát, nó đánh lợi nít người ta còn ham nữa. Trời ơi mẹ ơi, nếu mà sau này lớn lên thằng Bi nó vẫn như vậy á, là nó sẽ có những cái gì gọi như kiểu là trầm cảm nè, rồi năng lực học tập sa sút nè, nó sẽ không tiếp thu được cái gì hết, rồi lúc đó là sẽ bị làm tổn thương bản thân mình, rồi nhiều khi hả, trời trầm cảm. Mẹ có nhớ không, bây giờ báo đài người ta nói về cái vụ trầm cảm rất là nhiều. Đó là một cái bệnh á, mình nghe thì mình tưởng là đơn giản nhưng mà rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương đến bản thân nhiều lắm đó mẹ. Không nha, cháu nội đó, tôn của tôi là không có những cái bệnh đó, nó bình thường, nó khỏe mạnh. Ngày xưa cha của mày đó 3 tuổi mới nói được đó, rồi ông nói như két luôn đó. Đến cuối đời của ông ấm ức quá rồi ông mới chết. Bây giờ tụi bay muốn tạm muốn tụi chết luôn hay vậy? Không phải mẹ ơi, cái này có nghĩa là mình cái giai đoạn đầu của cái bệnh đó mà, mình phải tìm hiểu cho kỹ để làm chi mình trị kịp thời, chứ không sau này hối hận không kịp. Dạ đúng rồi kịp. Thiệt. Thôi bây giờ mẹ không tin đúng không? Cháu bị gì hỏi mẹ không tin vợ chồng con đúng không? Bây giờ mời mẹ nghe bác sĩ nói luôn. Mẹ nghe bác sĩ nói là lúc đó mẹ tin cũng chưa muộn. Mời mẹ. Đâu? Khi đến với một tình huống cụ thể như là bác sĩ cũng đã theo dõi, thì việc người mẹ mặc những bộ đồ với trang phục nhiều sắc màu như vậy để gây chú ý đối với trẻ nhỏ nhưng bé vẫn không chịu nói, không chịu chia sẻ, thì liệu rằng đó có thể là cái nguyên nhân dẫn đến việc bé sẽ chậm nói sau này không ạ? Thưa quý vị khán giả, đối với trẻ nhỏ thì người lớn chúng ta thường dùng màu sắc hoặc những hình ảnh thu hút để gây sự chú ý cho các bé. Tuy nhiên thì những em bé mà đã bị chứng tăng động giảm chú ý, đặc biệt là cái vấn đề giảm chú ý rất là khó để có thể tập trung. Các bé luôn bị phân tán từ tác động bên ngoài. Em bé không có chú ý, dù mình có cố gắng cách mấy, mình dạy bé nói, bé cũng không nói. Do đó mà chúng ta cần phải có những cái biện pháp làm sao gây cái sự chú ý cho các cháu, và có những cái cách dạy phù hợp để làm sao bé có thể nói được. Thì đây cũng là một trong những cái yếu tố rất là thường gặp. Thường đa số trong cái chứng tăng động giảm chú ý, đặc biệt là giảm chú ý kém tập trung á, thì các bé nó ít nói lắm. Đây cũng là một trong những biểu hiện có nguy cơ là gây ra chứng tăng động giảm chú ý. Những em bé ít nói thì thường làm sao, là thường nghịch phá rất là nhiều, chạy lăng xăng đi lung tung. Do đó nếu mà cha mẹ muốn em bé tập trung thì chúng ta sẽ áp dụng những cái biện pháp được các nhà trị liệu, đặc biệt là bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ nhi khoa có kinh nghiệm, để giúp cho chúng ta có thể cải thiện cái vấn đề đó. Như vậy thì em vẫn chưa biết phân biệt như thế nào là bé hiếu động, như thế nào là bé tăng động, bác sĩ ha? Thật sự ra cái ranh giới giữa hai cái vấn đề hiếu động và tăng động nó cũng
rất là gần với nhau. Các bạn thấy rõ ràng cái đứa bé bị tăng độc thì mặc dù mẹ bày đủ mọi cách gây sự chú ý thu hút nhưng mà bé vẫn không chú ý để có thể học nói thôi mẹ. Thì một trong những cái khác biệt đầu tiên đó là những em bé mà hiếu động ấy, mặc dù rất là nghịch ngợm, chạy lăng sang nghịch phá, nhưng khi người lớn nói không được làm những cái chuyện đấy thì các bé có thể dừng lại được và kiểm soát được cái hoạt động đó. Còn đối với trẻ tăng động thì hoàn toàn không làm được điều này. Có nghĩa là chơi với nhau thì thường giành chơi trước hoặc là xô lấn đẩy. Còn những em bé hiếu động, thí dụ mình thấy có vẻ hơi lăng xăng tí, mình kêu thôi con phải chờ đến lượt là sẽ được chơi, thì những em bé hiếu động thì có thể ngừng lại và có thể chờ. Cái khác biệt nữa là những em bé tăng động, giảm chú ý thì thường có biểu hiện liên quan đến giấc ngủ. Đa số thì khó ngủ, ngủ giữa chừng hay thức giấc, hoặc là đêm ngủ quấy khóc. Còn những em bé hiếu động thì ban ngày chơi rất là nhiều nhưng mà đêm thì có cái giấc ngủ rất là tốt. Vấn đề tăng động, giảm chú ý của trẻ khi lớn lên có những cái hậu quả nào nó nặng nề xảy ra không ạ? Cái giai đoạn mà mới bị á, nếu mà các bậc phụ huynh không quan tâm thì nó cũng có những cái bất lợi, những cái biến chứng. Trẻ có thể bị người khác không có thích gần nữa. Đặc biệt là những cái bạn đồng trang lứa thì rất là sợ những cái bạn đó. Tại đến nó có thể là bị các bạn đó gây hấn hoặc đánh, rất là khó để có thể chơi chung. Thì đây là những cái bất lợi ảnh hưởng đến bé. Đặc biệt một số em bé nhỏ thì có thể dẫn đến cái chứng rối loạn giấc ngủ. Tại vì em bé phá nghịch quá rồi bị người lớn la mắng thì đêm ngủ không ngon giấc. Có thể giật mình giữa chừng hoặc gặp ác mộng. Tại vì sau khi mình la mắng nhiều quá vào ban ngày á, thì các bé sẽ nhớ lại và ban đêm có thể có những cái cơn ác mộng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của các cháu. Bắt đầu đi học thì các bạn thấy rõ ràng cái kết quả học tập là một trong những cái biểu hiện rất là rõ ở trẻ tăng động giảm chú ý. Thường thì học tập rất là hạn chế, thậm chí là dưới mức trung bình. Nhưng bé đi học thì vô trường thì không chú ý học, hay ngó lơ ra bên ngoài, phân tán cái việc học tập của mình, thậm chí là không hiểu được bài giảng. Bé quá tăng động, nghịch ngợm trong lớp, lúc nào cũng muốn rời khỏi cái chỗ ngồi của mình, thậm chí xô lấn nó gây hấn, nó gây hại cho những người bạn. Hoặc là có những cái biểu hiện tự hại bản thân mình. Ôi căng quá bác ơi, bác phân tích một sơ sơ thôi quý vị nghe không? Rất nhiều hậu quả từ việc tăng động, giảm chú ý đến từ trẻ nhỏ. Chúng ta không thể nào xem nhẹ vấn đề này. Như vậy thì chúng ta sẽ có những biện pháp như thế nào để giúp cho những bé tăng động kiểm soát lại những hành vi của mình? Khoa học đã chứng minh đối với những em bé mà bị chứng tăng động, giảm chú ý thì có cái sự rối loạn những cái hoạt chất trên não. Nó làm cho em bé không có kiểm soát được vấn đề chú ý hoặc lúc nào cũng muốn rời khỏi cái chỗ ngồi của mình. Thì đây là cái chứng gọi là cái bệnh mãn tính liên quan đến yếu tố thần kinh và não bộ. Thì phụ huynh chúng ta nên thông cảm và có những cái hướng để giúp đỡ cho các bé có thể cải thiện bằng những cái biện pháp tâm lý trị liệu. Nó cũng rất là dễ chứ không khó nếu mà chúng ta chú ý. Còn những em bé mà quá nghịch ngợm hoặc là có những cái biểu hiện như thô lấn hoặc nó gây hấn, nó gây hại cho những người bạn. Hoặc là có những cái biểu hiện tự hại bản thân mình. Ví dụ như em bé có thể làm tổn thương trên cơ thể. Hoặc đôi khi cái sự nghịch ngợm đó có thể dẫn đến những tai nạn thường ngày trong cuộc sống. Thì cho các bé đến gặp bác sĩ để bác sĩ có cái hướng chẩn đoán và phân loại xem em bé nhà mình có cần phải hỗ trợ cái thuốc điều trị hay không. Và hiện nay thì các bạn thấy rõ ràng cái vai trò của dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố rất cần thiết cho mọi hoạt động phát triển của bé, về ngôn ngữ này, phát triển về tư duy trí tuệ hoặc phát triển những cái kỹ năng cơ bản cần thiết. Nhất là các cháu nhỏ thì cái não bộ đang hoạt động và phát triển rất là mạnh. Chúng tôi cũng vẫn thường khuyên các bậc phụ huynh là chúng ta bổ sung omega thực vật. Tại vì sao? Trong cái omega thực vật đó, nó có cái thành phần là ALA. Chính cái ALA là biến thành DHA và EPA. Thì sẽ giúp gia tăng hoạt động của não bộ. Một trong những tác dụng rất là tốt của omega thực vật đó là cải thiện được cái tình trạng kém chú ý, kém tập trung. Thì đấy cũng là một trong những cái để tăng cái khả năng giúp em bé có thể nói được. Nếu mà chúng ta cung cấp không đầy đủ những cái dưỡng chất cần thiết cho bé thì nó cũng gây những cái bất lợi cho sức khỏe của bé. Đặc biệt là những em bé mà có chứng tăng động giảm chú ý thì đây cũng là một trong những cái thành phần rất là quan trọng. Đặc biệt là cải thiện những cái hành vi bất thường ở trẻ, đó là tình trạng cáu gắt vô cớ, giúp cho các bé nó ngoan hơn. Và cải thiện giấc ngủ, rất là tốt cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe chung của các cháu. Đặc biệt là cái omega thực vật cơ thể của chúng ta thường không thể tự tổng hợp được, chúng ta phải bổ sung bằng những cái nguồn từ bên ngoài. Hiện nay cũng đã có những cái sản phẩm omega thực vật để có thể bổ sung cho các bé từ rất là nhỏ. Ngay cả những em bé nhỏ tuổi, mới 1-2 ngày tuổi sau khi sinh là các bé có thể sử dụng được rồi. Và một trong những cái tốt ở cái omega thực vật đó là nó có cái nguồn gốc, nó rất là an toàn. Vì sao? Trong cái omega thực vật đó, thì nó không chứa những cái hóa chất độc hại, không có kim loại nặng. Và đặc biệt là trong thành phần đó nó có cái vitamin E, nó rất là tốt.
Nó sẽ giúp bảo vệ cái thành phần omega không bị oxy hóa và biến chất. Nó rất là tốt và đặc biệt là nó không có cái mùi tanh giống như là những cái omega khác. Yeah. Và có cái vị rất là dễ uống cho trẻ em. Yeah, chúng ta biết rằng chúng ta vẫn ăn uống tự nhiên, mỗi ngày vẫn cung cấp đủ những cái thức ăn, những cái nhóm thức ăn mà theo khuyến cáo của bác sĩ dinh dưỡng. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cung cấp như vậy cũng đủ đâu. Đặc biệt là cái omega thực vật á, hiện nay cũng đã có những cái sản phẩm được cấp phép lưu hành do Bộ Y tế quyết định thì cũng đã mang cái tính an toàn rồi. Yeah. Và một trong những cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ tác dụng cũng như là hiệu quả sử dụng như thế nào, liều lượng ra sao. Không biết sau khi lắng nghe những lời chia sẻ đến từ bác Đinh Thạc thì gia đình trong tình huống vừa qua có suy nghĩ như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đó, thấy, đó chưa? Thấy chưa? Đó, bây giờ con nói mẹ làm không nghe. Anh nói mẹ không nghe, bây giờ mẹ nghe bác sĩ. Tụi bay làm gì, hai vợ chồng tụi bay thiếu điều muốn ăn tao luôn, ăn tao luôn đi. Con cái ăn, con đâu dám ăn. Thì tao không biết, thì tao từ từ giải thích cho tao nghe. Bác sĩ ta chỉ rồi, có giải pháp toàn diện. Được luôn hả anh? Được sao không? Ví dụ? Mới gặp sáng gặp bác sĩ. Đây, sản phẩm đây. Dạ, anh bác sĩ anh tặng con cái này. Đây là omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Omega thực vật giúp phát triển não bộ, nâng cao chỉ số thông minh, giúp tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ rồi đánh giá, tăng khả năng tập trung, bắt chước. Nhờ vậy nha, bé sẽ thông minh, phản xạ nhanh nè, ghi nhớ tốt nè, rồi nhanh biết nói hơn. Sản phẩm này không tanh, rất dễ uống, với lại dạng giọt nè, lại có ống hút, rất dễ dùng. Đặc biệt có má, sản phẩm này được dùng cho bé từ 1 ngày tuổi. Ồ, 1 ngày tuổi là uống được rồi. 1 ngày tuổi uống được luôn. Mà nuôi nhỏ 3 năm không hay đi mua. Mới chơi với bác sĩ đây. Tụi bay đi ra ngoài làm thì tụi bay có, tụi bay phải tâm sự với bác sĩ, bạn bè rồi gì phải tâm sự lên tao chỉ. Bây giờ có nghĩa là thà muộn còn hơn không? Dạ đúng rồi đó. Con này nó cãi tụi hoài à trời. Thôi. Tụi nói vậy nó cũng cãi tụi nữa. Không, cái đó là tranh luận thôi. Hả? Cái đó là tranh luận. Tại sao tụi bay là học cho cao làm chi vậy? Rồi không đi kiếm cái này cho cháu tụi uống liền. Thì bây giờ uống cũng đâu có muộn đâu. Dạ, đúng mẹ. Ê, bây giờ nó uống này nè, rồi cho nó khỏe nó bổ đó. Rồi tụi bay bớt gây lộn đi. Tụi bay sắp xếp ở nhà nấu cơm nấu nước để cho tao đi chơi du lịch với bà con bạn bè. Đồng trang lứa của tao là người ta tràn ở đường, ta tập dưỡng sinh nè, người ta nhảy đầm nè, rồi người ta hội lớn tuổi chung đi chơi. Tao ở nhà chăm cháu. Má cứ yên tâm, ngày mai con mua vé cho má đi du lịch quanh năm luôn. Con á là con hứa nha, bây giờ có cái này rồi, chắc chắn là Kobe nhà mình á nó sẽ khỏe mạnh, nó như là nó học hỏi nó nhanh, con cũng đỡ lo. Như vậy con sẽ gánh vác luôn cái phần này để cho mẹ đi chơi thoải mái. Với lại con cũng đỡ lo hai người phụ nữ đỡ con bớt cãi lộn. Mệt quá à. Tao không có cãi đâu, tôi tranh luận. Dạ. Hoàng Rapper xin chân thành cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đinh Thạc ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu đến đây để chia sẻ những vấn đề về tâm lý của trẻ nhỏ rất là hữu ích để cho các phụ huynh tìm cách để giúp cho các con phát triển trưởng thành một cách tốt nhất. Xin cảm ơn bác rất nhiều ạ. Xin cảm ơn MC Hoàng Rapper. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Dạ vâng ạ. Và xin mời quý vị hãy luôn ghi nhớ số tổng đài của chúng tôi 1800 8070 để chúng tôi có cơ hội để giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về phương cách chăm sóc con trẻ ở nhà của mình như thế nào quý vị nha. Và bên cạnh đó, khung giờ phát sóng rất quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa luôn sẵn sàng chờ đón quý vị. Hoàng Rapper xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Phyto BB Omega Junior, omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ, tốt cho mắt, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nuôi con mà giờ cứ nói chuyện nhỏ không tập trung, nhỏ nó không biết gì trơn, không cho ăn cho uống gì. Nhẹ tưng con nhỏ. Trời đất ơi. Quay ra coi. Nè, nói chuyện mà nó tập trung nó biết đâu bà nội nó. Nè, con quay bà nội con nè con. Đó, chưa. Bà nội nè. Đó. Kêu bà nội đi. Trời đất ơi, ba tuổi. Mẹ sao đây, bây giờ cái chương